Dơi đang chuẩn bị ra. Con thường là nó sẽ có con đầu đàn nó đi ra. Nó đó, nó đi ra đầu đàn nó đi ra trước. Sau đó là dơi nó ra sau. Đó, đang ra rất là ồ ạt. Vậy nhìn thấy rồi nè. Cái này là nhìn thấy trọn cái nhà dơi luôn. Này nó ra xong nó rủ thêm ít nữa về. Hôm kia ít hôm qua. Đó, bây giờ là ra rất là nhiều luôn. Đều luôn rồi. Lá nó sạch á. Ô nào. Ba ô đều có phân, đều có dơi. Nhiều rồi đó, hôm nay là nhiều rồi đó. Nhiều giống như cũ rồi đó. Đúng rồi, y như cũ. Ồ nó Nhưng mà cái bay tổng số đó là về hết. nè, nó bay cái ngập trời luôn ha. Như cũ luôn. Đếm gì được. Đếm. Đếm đi. Đếm mỗi lần này trăm con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái bể ngâm lá sau khi bỏ xuống, kế bên là cái nhà để lá. Bị vướng cái chôm chôm mà. À, cái nhà lá đó, cái nhà lá thì cái nhà lá cách cái chuồng dơi này có chút xíu thôi. Dơi đang ở trên đó kêu chít 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 rất là nhiều, tầm phải 2.000 con đó. Đó bây giờ nó cũng đang chuẩn bị đi ăn. Hôm nay trời đang muốn mưa, bữa nay nó về rất là nhiều rồi. Bữa trước nó đi 3 4 ngày á, thì ở vườn nhà chị có nghe có tiếng con bìm bịp. Thì dân ở đây họ nói là mấy chuồng dơi nhà kia cũng bị đi là do bìm bịp tấn công nên nó sợ nó bỏ đi. Đây là khuôn viên cái vườn của nhà dơi, thì xung quanh nó là vườn tràm, ở phía sau nó là vườn xoài. Đó, xong rồi tới nhà dơi thì kế bên á là nhà dân, rồi trước là đường có nhà nhưng mà tỷ lệ nhà không có đông. Từ cái chỗ mà này đi vào thì là rừng, là xoài, có một cái nhà ở gần nhà dân. Phía trong kia là rừng, ở đây cách rừng khoảng tầm một bán kính 1 km. Ra này bắt đầu.